Mình xin chào tất cả các anh chị, quý khách hàng thân thương đã quay trở lại với kênh của Bất Động Sản Quang Minh nha. Hôm nay là cũng những ngày đầu năm, vừa ăn Tết xong nên hôm nay trở lại với công việc thường ngày là quay những video về tình hình nhà đất ở khu vực Hóc Môn cũng như Củ Chi cho anh chị mình xem. Thông tin giá cả các anh chị mình có cơ hội mua những bất động sản giá rẻ từ Bất Động Sản Quang Minh nha. Thì hiện tại Quang Minh đang ở đầu đường cây trôm Mỹ Khánh, quốc lộ 22. Bây giờ Quang Minh chạy vô đường cây trôm Mỹ Khánh. Quang Minh sẽ giới thiệu đến tất cả các anh chị một lô đất một 1.250 mét vuông. Lô đất có diện tích 1.250 mét vuông nha các anh chị. Một sẹt của đường cây trôm Mỹ Khánh này, đường nhựa thông luôn nha, thuộc xã Thái Mỹ, cách trung tâm thị trấn Củ Chi tầm 4 km. Cách ngã tư An Sương khoảng 23 cây. Mặt tiền đường nhựa, một sẹt đường cây trôm Mỹ Khánh, thuộc xã Thái Mỹ nha các anh chị. Lô đất có diện tích là 1.250 mét vuông, đất trồng cây lâu năm. Chức năng khu đất là khu dân cư nha các anh chị, khu dân cư hiện hữu. Xung quanh nhà cửa ở rất là đông đúc. Tình hình bất động sản đầu năm ông Minh thấy có nhiều chuyển biến rất là tích cực các anh chị. Giá đất không ngừng tăng lên nha. Cho nên cũng vừa ăn Tết xong rồi, anh chị mình xem cảm thấy họ ưng ý thì nên mua trong thời điểm này. Mình vẫn đi trên đường cây trôm Mỹ Khánh á các chị. Hai bên đường dân cư ở rất là đông đúc ha. Đường cây trôm Mỹ Khánh này là nó nối từ quốc lộ 22, chạy hết đường cây trôm Mỹ Khánh này là đụng đường tỉnh lộ 7 nha các anh chị. Tỉnh lộ 7 mình tạ chạy tí xíu nữa là bên tay phải có đường Lê Thị Kệ, mình rẽ phải vô nha. Rẽ phải vào đường Lê Thị Kệ, đường nhựa luôn, đường nhựa thông. Là lô đất nó nằm trên mặt tiền đường Lê Thị Kệ nha các anh chị. Đường thông thương hết, khu dân cư ở rất là đông đúc. Mình nói lại là diện tích lô đất là 1.250 mét vuông, đất trồng cây lâu năm, khu dân cư hiện hữu nha các anh chị. Lô đất này đã có giấy đăng ký chuyển thổ cư từ năm 2019. Năm nay là có chỉ tiêu là cho chuyển á, chuyển lên đất ở. Chạy mấy trăm mét nữa là bên tay phải có đường Lê Thị Kệ nha các anh chị. Đường Lê Thị Kệ bên tay phải.
bên tay phải có cái đường Lê Thị Kỳ, ở đầu đường là hai góc có cái chùa gọi là chùa Phước Khánh, thuộc xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi. Bị rẽ phải vô các anh chị, đường Lê Thị Kỳ phía trước mặt mình ạ. Từ quốc lộ 22 vô đây khoảng tầm 2 km nha các anh chị. Này, bên tay phải có đường Lê Thị Kỳ nè. Đường Lê Thị Kỳ. Rồi mình đi thẳng đường Lê Thị Kỳ ha. Thẳng Lê Thị Kỳ khoảng 100 m nữa là tới lô đất nằm bên tay phải nha các anh chị. Phải nha. Đây lô đất bên tay phải nè các anh chị. Đối diện là nhà dân, xung quanh nhà rất là đông nha các anh chị ha. Đây thuộc xã Thái Mỹ nha các anh chị. Xã Thái Mỹ. À, lô đất này các anh chị. Lô đất đã rào xung quanh rồi ha. Đã rào xung quanh xây gạch lắp và trồng trụ, giăng lưới hết rồi. Còn mình xin nói lại là diện tích lô đất này là ngang mặt tiền là 10 mét rưỡi nha các anh chị. Chiều dài vô là 115 mét, nửa hậu là 12 mét. Tổng diện tích là 1.250 mét. Đất trồng cây lâu năm ha. Đã có giấy đăng ký chuyển thổ cư năm 2019. Năm nay khi nào tới đợt thì xã, ủy ban xã sẽ mời mình lên làm thủ tục để làm bản vẽ đăng ký chuyển lên thổ cư. Rất là nhanh gọn lại dễ, không có gì khó nha các anh chị. Giá bán lô đất này là 3 tỷ 3 còn thương lượng nha các anh chị. 3 tỷ 3 còn thương lượng. Lô đất nửa hậu rất là đẹp. Kế bên đất có nhà, xung quanh đất là có nhà dân ở rất là đông. Khu đất này đất cũng gò cao bằng mặt tiền đường nha các anh chị, không có thấp hơn đường nha. Anh chị mình mua sau này có xây dựng nhà kho xưởng gì cũng đỡ tiền san lấp. Lô đất này cách đường cây trôm Mỹ Khánh khoảng tầm hơn 100 mét. Xung quanh toàn là nhà bự bự không ạ, nhà biệt thự rồi, rất nhiều, dân cư ở rất là đông. Nói gì ở nhà quá trời nhiều ha các anh chị ha. Rồi ok. Còn mình xin kết thúc video ở đây nha. Chúc tất cả các khách hàng, các anh chị em nhà đầu tư cũng như là anh chị em môi giới
có một năm mới, năm Tân Sửu 2021 tràn đầy niềm vui, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ Quang Minh nha, để Quang Minh có những miếng đất đẹp giá rẻ cập nhật liên tục hàng ngày cho tất cả các anh chị mình theo dõi và có cơ hội sở hữu những lô đất đẹp giá rẻ nha các anh chị. Một lần nữa Quang Minh xin kính chào và hẹn gặp lại.